từ 1 đến 5% là phần nổi của tảng băng mà ban quản lý hoặc trụ sở công ty thấy được khi khách hàng khiếu nại. 45% khách hàng gặp vấn đề và phàn nàn với nhân viên phục vụ. 50% khách hàng gặp vấn đề nhưng họ không phàn nàn do công ty không hỏi. Hay quá trình khiếu nại mất thời gian hoặc họ không muốn gây phiền phức, khách hàng sợ kết quả không tốt. Hiện tượng này cho thấy khiếu nại mà ban giám đốc thực sự nhận được chỉ đại diện cho từ 20 đến 100 khách hàng đã gặp vấn đề và không phàn nàn. Hậu quả là các lỗi dịch vụ không được khắc phục có thể dẫn đến việc khách hàng thất vọng, bất mãn rời đi, nói với khách hàng khác về trải nghiệm tiêu cực của họ và thậm chí là báo cáo lên tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hoặc các kênh hợp pháp, dẫn đến uy tín, danh tiếng của công ty không được tốt, lợi nhuận giảm và nếu không khắc phục thì công ty sẽ đứng trên bờ vực phá sản. Vậy làm thế nào để khắc phục sự cố thì chúng ta qua phần tiếp theo, khôi phục dịch vụ. Trong mỗi công ty thì độ tin cậy rất là quan trọng, nhưng lỗi dịch vụ là không thể tránh khỏi. Việc giải quyết các vấn đề của khách hàng một cách hiệu quả có ảnh hưởng lớn đến sự hài lòng, sự lòng trung thành của khách hàng, giao tiếp truyền miệng và kết quả hoạt động kinh doanh. Dưới đây là chiến lược khôi phục dịch vụ khi dịch vụ bị lỗi. Đầu tiên là chúng ta phải tìm hiểu nguyên nhân, lắng nghe xem khách hàng phàn nàn về điều gì. Sau đó nên thừa nhận những lỗi sai của công ty, tập trung vào sự đồng cảm và xin lỗi khách hàng. Đưa ra những giải pháp khắc phục như cam kết đền bù trước khi khách hàng yêu cầu để thể hiện sự tin tưởng, tôn trọng khách hàng. Cuối cùng là cảm ơn họ vì đã cho công ty biết dịch vụ bị lỗi ở đâu và có thể gọi điện hỏi thăm sau khi khắc phục sự cố đó. Dưới hình là một nghiên cứu, là một dữ liệu từ một nghiên cứu về cơn thịnh nộ của khách hàng cho thấy trong số các khách hàng sử dụng dịch vụ bị lỗi đã đồng ý giải quyết các vấn đề của họ thì 41% cho biết họ chắc chắn sẽ quay lại sử dụng dịch vụ của công ty. Đây là biểu hiện cho sức mạnh của việc hồi phục dịch vụ tốt. Khách hàng không khiếu nại thì có 29% quyết định sử dụng loại dịch vụ. Khách hàng không hài lòng chỉ có 8% sẽ sử dụng loại dịch vụ. Nhưng không may là nhiều công ty áp dụng các chiến lược phục hồi không hiệu quả. Vậy nên từ những khiếu nại, phàn nàn của khách hàng trước đó sẽ giúp công ty điều chỉnh lại quy trình, hệ thống và kết quả dịch vụ dựa trên kinh nghiệm khôi phục dịch vụ trước đó. Các công ty sẽ có khả năng thực hiện đúng ngay từ lần đầu tiên. Điều này sẽ làm giảm chi phí thất bại và tăng sự hài lòng của khách hàng ban đầu. Tiếp theo là mình nói về một chút về khôi phục dịch vụ, về nghịch lý khôi phục dịch vụ. Một khách hàng đã sử dụng dịch vụ không hài lòng với dịch vụ đó và sau đó trải nghiệm mức độ phục hồi dịch vụ xuất sắc khiến họ thậm chí còn hài lòng hơn và có nhiều khả năng mua lại hơn. Ví dụ như là một chuyến bay của khách du lịch bị hủy vì do nhân viên bán dư vé, quản lý hãng hàng không đã xin lỗi và đề nghị cho cô ấy một chuyến bay khác do cô ấy chọn trong cùng ngày, cộng thêm một phiếu giảm giá vé cho chuyến du lịch trong tương lai. Theo nghịch lý phục hồi dịch vụ, khách hàng du lịch hiện đang hạnh phúc hơn với hãng hàng không và hơn thế nữa họ có thể trở thành khách hàng trung thành. Vậy thì câu hỏi đặt ra là công ty có nên vặn vẹo một chút để khắc phục sự cố tốt hơn? Để minh họa, hãy xem xét tình huống một khách hàng thuê xe hơi đến làm thủ tục và nhận thấy rằng không có xe ô tô nào có kích thước và giá như đã thỏa thuận, thì đại lý cho thuê xe đã ngay lập tức đưa ra cho khách hàng này một chiếc xe tốt hơn nhiều so với chiếc đã bàn trước. Khách hàng này cảm thấy rất là vui mừng, rất hài lòng với trải nghiệm này, thậm chí còn ấn tượng hơn với công ty và hứa sẽ là khách hàng trung thành trong tương lai. Vì vậy thì công ty nên vặn vẹo một chút để có thể khắc phục sự cố một cách tuyệt vời. Nếu làm như vậy thực sự khiến khách hàng hài lòng hơn thì chiến lược này đáng được theo đuổi. Một sự phục hồi tốt có thể biến những khách hàng giận dữ, thất vọng thành những khách hàng trung thành. Trên thực tế, nó có thể tạo ra nhiều thiện chí hơn là mọi thứ diễn ra suôn sẻ ngay từ đầu. Tuy nhiên, thì nó cũng có những nhược điểm. Như chỉ có phần trăm nhỏ khách hàng phàn nàn mà chúng ta có thể thấy được và khắc phục. Khôi phục dịch vụ phải diễn ra thật tốt thì nghịch lý mới xảy ra. Mặc dù cải thiện được sự hài lòng, nhưng chưa chắc khách hàng đã có ý định mua lại. Phục hồi dịch vụ rất tốn kém. Nghịch lý khôi phục dịch vụ nên áp dụng với những khách hàng lần đầu tiên thất bại với công ty hoặc thấy công ty có uy tín và rất ít sự thất bại.
với nhiều ý kiến trái chiều về mức độ tồn tại của nghịch lý phục hồi. Thì làm đúng ngay lần đầu tiên vẫn là chiến lược tốt nhất và an toàn nhất của doanh nghiệp về lâu dài. Tiếp theo thì mình xin nhường lại phần thuyết trình cho bạn Uyên Thảo. Em tên là Thảo ạ. Em xin phép phép thuyết trình về phần 2, các khách hàng phản hồi với lỗi dịch vụ. Khách hàng gặp sự cố dịch vụ có thể phản hồi theo nhiều cách khác nhau như minh họa trong hình 7.3. Người ta cho rằng sau một sự cố không hài lòng ở một mức nào đó sẽ xảy ra đối với khách hàng. Trên thực tế, nghiên cứu cho thấy rằng nhiều loại cảm xúc tiêu cực có thể xảy ra sau khi dịch vụ không thành công. Cảm xúc như tức giận, bất mãn, thất vọng, tủi thân, lo lắng và hối hận. Những phản hồi tiêu cực ban đầu này sẽ ảnh hưởng đến cách khách hàng đánh giá nỗ lực khôi phục dịch vụ và có lẽ là quyết định cuối cùng của họ có quay lại nhà cung cấp hay không. Những khách hàng rất thụ động về sự không hài lòng của họ chỉ đơn giản là nói hoặc không làm gì cả. Cho dù họ có hành động hay không, đến một lúc nào đó khách hàng sẽ quyết định ở lại với nhà cung cấp đó hay chuyển sang đối thủ cạnh tranh. Nhưng không hàng này sẽ không có nhiều những khách hàng không hàng này sẽ không có nhiều khả năng quay trở lại. Đối với các công ty, sự thụ động của khách hàng khi đối mặt với sự không hài lòng là một mối đe dọa cho sự thành công trong tương lai. Tại sao khách hàng lại phàn nàn? Những khách hàng không có khả năng thực hiện bất kỳ hành động nào. Đa số khách hàng hầu hết các tình huống có nhiều lý do để không làm bất cứ điều gì. Họ thường coi việc phàn nàn là lãng phí thời gian và công sức của họ. Họ tin rằng sẽ không có bất cứ điều gì tích cực sẽ xảy đến cho họ hoặc những người khác dựa trên hành động. Nhiều người khách hàng có thể không tin tưởng vào quy trình khiếu nại và do đó từ chối khiếu nại vì họ nghĩ rằng quy trình này sẽ không mang lại kết quả tốt. Đôi khi khách hàng không biết cách khiếu nại, họ không hiểu quy trình hoặc có thể họ không nhận ra những phương pháp để có thể nói lên khiếu nại của mình. Đôi khi khách hàng cho rằng quá khó để báo cáo khiếu nại với một công ty và trong một số trường hợp họ có thể cảm thấy áp lực khi phải làm quá nhiều việc để khiếu nại. Một số khách hàng có khả năng phàn nàn hơn những người khác vì nhiều lý do. Những khách hàng này tin rằng những hậu quả tích cực có thể xảy ra, những lợi ích xã hội của việc phàn nàn và các chuẩn mực cá nhân của họ hỗ trợ cho hành vi phàn nàn của họ. Họ tin rằng họ nên và sẽ được bồi thường cho sự cố dịch vụ dưới một số hình thức. Họ tin rằng đối xử công bằng và dịch vụ tốt là quyền lợi của họ trong trường hợp dịch vụ bị lỗi. Ai đó nên làm tốt. Trong một số trường hợp, họ cảm thấy có nghĩa vụ phải phàn nàn để giúp những người khác tránh những tình huống tương tự hoặc để trừng phạt nhà cung cấp dịch vụ. Một số rất nhỏ khách hàng có tính cách hay phàn nàn, họ chỉ thích phàn nàn hoặc gây rắc rối. Sự liên quan đến cá nhân của sự thất bại cũng có thể ảnh hưởng đến việc mọi người có phàn nàn hay không. Nếu sự cố dịch vụ thực sự quan trọng, nếu sự thất bại đó gây ra hậu quả nghiêm trọng cho khách hàng hoặc nếu khách hàng có nhiều cái tôi cá nhân liên quan đến trải nghiệm dịch vụ thì họ có khả năng phàn nàn hơn. Tình huống tại United Airlines được mô tả trong phụ lục 7.2 minh họa sự thất bại của một dịch vụ được coi là đặc biệt quan trọng đối với một khách hàng. Trong những tình huống như vậy, khi cảm xúc của khách hàng lên cao, có thể dẫn đến cơn thịnh nộ của họ. Sự cố này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xử lý cẩn thận các vấn đề và khiếu nại của khách hàng. Khách hàng có xu hướng phàn nàn về các dịch vụ đắt đỏ, rủi ro cao và cái tôi liên quan đến dịch vụ như gói kỳ nghỉ, du lịch, hàng không và dịch vụ y tế hơn là về các dịch vụ tốt ít tốn kém hơn. Được mua thường xuyên, dịch vụ lái xe thức ăn nhanh, taxi, đi xe, cuộc gọi đến đường dây, trợ giúp dịch vụ khách hàng. Những dịch vụ sau này thường đơn giản là không đủ quan trọng để đảm bảo thời gian khiếu nại. Trải nghiệm có thể không quan trọng đối với khách hàng và lúc này như một cuộc gặp gỡ không hài lòng vẫn có thể khiến họ trở thành đối thủ cạnh tranh vào lần tiếp theo khi cần dịch vụ. Tiếp đến sẽ đến các loại hành động khiếu nại của khách hàng. Nếu khách hàng bắt đầu hành động sau khi dịch vụ không thành công, hành động có thể thuộc nhiều thể loại khác nhau. Một số khách hàng không hài lòng có thể chọn khiếu nại ngay tại chỗ với nhà cung cấp dịch vụ cho công ty cơ hội để phản hồi ngay lập tức. Phản ứng này thường là trường hợp tốt nhất cho công ty vì họ có cơ hội thứ hai ngay tại thời điểm đó để làm hài lòng khách hàng, duy trì hoạt động kinh doanh của họ trong tương lai và có khả năng tránh bất kỳ chờ lời chuẩn bị tiêu cực nào. Những khách hàng không khiếu nại ngay lập tức có thể chọn khiếu nại sau đó với nhà cung cấp qua điện thoại, bằng văn bản, qua internet hoặc qua phương tiện truyền thông xã hội. Một lần nữa công ty có cơ hội phục hồi. Các nhà nghiên cứu gọi các hành vi phàn nàn chủ động này gọi là phản ứng bằng giọng nói hoặc tìm cách giải quyết. Một số khách hàng chọn cách không phàn nàn trực tiếp với nhà cung cấp mà thay vào đó là truyền miệng tiêu cực về công ty cho bạn bè, người thân và đồng nghiệp. Giao tiếp truyền miệng tiêu cực này có thể cực kỳ bất lợi vì nó có thể củng cố cảm giác tiêu cực của khách hàng và lan truyền ấn tượng tiêu cực đó sang người khác.
Hơn nữa, công ty không có cơ hội phục hồi trừ khi lời truyền miệng tiêu cực đi kèm với khiếu nại trực tiếp đến công ty. Những năm gần đây, một khách hàng thường phàn nàn qua Internet hoặc qua mạng xã hội. Một loạt các trang web bao gồm các nền tảng ý kiến người tiêu dùng dựa trên web, blog và nhiều phương tiện truyền thông xã hội khác nhau bao gồm Twitter và Facebook đã được tạo ra để tạo điều kiện cho các khiếu nại của khách hàng và những lời truyền miệng tiêu cực được lan truyền tới một lượng lớn các khách hàng khác. Một số khách hàng trở nên không hài lòng với sản phẩm hoặc dịch vụ bị lỗi đến mức họ xây dựng các trang web nhắm mục tiêu đến khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng của công ty. Trên các trang web hấp dẫn này, những khách hàng tức giận thể hiện sự bất bình của họ chống lại công ty theo những cách thiết kế để thuyết phục những khách hàng khác về sự kém cỏi của công ty. Cuối cùng, khách hàng có thể chọn khiếu nại với các bên thứ ba như văn phòng kinh doanh tốt hơn, các cơ quan phụ trách vấn đề người tiêu dùng của chính phủ, cơ quan cấp phép, hiệp hội nghề nghiệp hoặc luật sư tư nhân, bất kể hành động hoặc không hành động. Cuối cùng, khách hàng xác định xem nên ủng hộ nhà cung cấp dịch vụ một lần nữa hay chuyển sang nhà cung cấp khác. Tiếp đến sẽ đến các loại người khiếu nại. Nghiên cứu cho thấy rằng mọi người có thể được nhóm thành bốn loại dựa trên cách họ phản ứng với thất bại: người thụ động, người phát ngôn, người phản đối và các nhà hoạt động. Bốn loại người khiếu nại sẽ tương đối nhất quán và mỗi loại có thể được tìm thấy ở tất cả các công ty và ngành công nghiệp. Đầu tiên là người thụ động, nhóm khách hàng này có ít có khả năng thực hiện bất kỳ hành động nào nhất. Họ không có khả năng nói bất cứ điều gì với nhà cung cấp, ít có khả năng lan truyền những lời truyền miệng tiêu cực hơn những người khác và không có khả năng phàn nàn với bên thứ ba. Họ thường nghi ngờ tính hiệu quả của việc phàn nàn vì nghĩ rằng hậu quả sẽ không xứng đáng đối với thời gian và công sức mà họ bỏ ra. Đôi khi cái giá trị hoặc chuẩn mực cá nhân của họ phản đối với việc phàn nàn. Thứ hai là người phát ngôn. Những khách hàng này chủ động khiếu nại với nhà cung cấp dịch vụ nhưng họ ít có khả năng lan truyền những lời truyền miệng tiêu cực, chuyển đổi chế độ ủng hộ hoặc tìm đến bên thứ ba để khiếu nại. Những khách hàng này nên được xem như những người bạn tốt nhất của nhà cung cấp dịch vụ. Họ tích cực phàn nàn và bằng cách đó, họ cho công ty cơ hội thứ hai. Họ có xu hướng tin rằng phàn nàn có lợi cho xã hội và do đó không ngần ngại nói lên ý kiến của mình. Họ tin rằng hậu quả của việc phàn nàn với nhà cung cấp có thể rất tích cực và họ ít tin vào các hình thức phàn nàn khác như truyền miệng tiêu cực hoặc nói chuyện với bên thứ ba. Thứ ba là người phản đối. Những khách hàng này có nhiều khả năng tham gia vào giao tiếp truyền miệng tiêu cực với bạn bè, người thân và chuyển đổi nhà cung cấp dịch vụ. Họ có xu hướng khiếu nại với nhà cung cấp ở mức trung bình và ít có khả năng khiếu nại với bên thứ ba. Như của họ cho thấy họ khá tức giận với nhà cung cấp. Mặc dù họ tin rằng việc phàn nàn với nhà cung cấp có thể mang lại lợi ích xã hội, họ ít có khả năng cho nhà cung cấp dịch vụ cơ hội thứ hai mà thay vào đó sẽ chuyển sang đối thủ cạnh tranh, truyền miệng cho bạn bè và người thân. Những khách hàng như vậy có nhiều khả năng gặp khó khăn khi tạo các trang web, blog hoặc video YouTube để chia sẻ nỗi thất vọng của họ với người khác. Thứ tư là activist, các nhà hoạt động. Những khách hàng này được đặc trưng bởi xu hướng phàn nàn trên mức trung bình ở tất cả các khía cạnh. Họ sẽ phàn nàn với nhà cung cấp, họ sẽ nói với người khác và họ có nhiều khả năng hơn bất kỳ nhóm nào khác sẽ phàn nàn với bên thứ ba hoặc bày tỏ ý kiến của họ qua phương tiện truyền thông xã hội. Phàn nàn phù hợp với tiêu chuẩn cá nhân của họ, họ có một cảm giác rất lạc quan về những hậu quả tích cực tiềm ẩn của tất cả các kiểu phàn nàn. Em xin kết thúc phần thuyết trình của phần 2. Xin nhường lại cho bạn Thảo Linh. Xong rồi Dạ em chị chào ơi. thầy. Dạ em chào thầy và các bạn. Em tên là Thảo Linh, sau đây em xin trình bày tiếp phần 3, đó là các chiến lược phục hồi dịch vụ. Thì nhiều công ty đã học được tầm quan trọng của việc cung cấp khả năng phục hồi tuyệt vời cho khách hàng chỉ định. Thì có hai loại chiến lược khôi phục dịch vụ, đó là loại thứ nhất đó là loại sửa chữa khách hàng và loại thứ hai là khắc phục sự cố lem luốc. Đối với sửa chữa khách hàng thì đáp ứng một cách nhanh chóng, cung cấp thông tin liên lạc thích hợp, đối xử công bằng với khách hàng và vun đắp mối quan hệ với khách hàng. Còn đối với khắc phục sự cố thì khuyến khích và theo dõi khiếu nại, học hỏi từ kinh nghiệm phục hồi, học hỏi từ khách hàng đã mất và làm cho dịch vụ không an toàn. Thì hai loại hành động đó đều rất là quan trọng, nhưng trong nhiều tình huống việc sửa lỗi khách hàng cần phải thực hiện trước khi khắc phục sự cố. Vì vậy, bắt đầu bằng cách kiểm tra các chiến lược liên quan đến việc cố định khách hàng. Họ không chỉ mong đợi là phản hồi mà còn mong đợi công ty phải chịu trách nhiệm. Họ mong được sự giúp đỡ một cách nhanh chóng, mong được đền bù cho những đau buồn mà họ đã trải qua và cho những rắc rối bất tiện. Họ mong được đối xử tử tế và giải quyết vấn đề một cách thỏa đáng.
Khoan khoan Ngân ơi, thì phần 7.5 thể hiện được sự thỏa mãn khách hàng với phản hồi kịp thời của công ty đối với các lỗi dịch vụ nghiên cứu được thực hiện trên các khoa học sử dụng dịch vụ đã phát hiện ra rằng hơn 1 phần 3 tổng số khách hàng gặp sự cố đã được giải quyết ngay lập tức hoặc là trong 24 tiếng, hoàn toàn là hài lòng với hành động của công ty. Để cho phép họ phản hồi nhanh chóng thì nhân viên phải được đào tạo và trao quyền để giải quyết vấn đề đó. Thì ví dụ trong sơ đồ thì cuộc ngay tức khắc có 13% mâu thuẫn đã được phản hồi ngay lập tức, và trong nhóm đó thì 38% hoàn toàn là hài lòng và phản hồi. Thì bài học ở đây là gì? Đó là mình phải có một phản ứng thật là nhanh đối với lỗi dịch vụ có thể giúp bạn xoa dịu được một khách hàng không hài lòng. Ví dụ như Derek Catlon khẳng định rằng người đầu tiên nghe thấy một đơn khiếu nại từ một khách hàng sở hữu khiếu nại đó cho đến khi nhân viên chắc chắn rằng nó đã được giải quyết, hay một cách khác mà các vấn đề hoặc khiếu nại có thể được xử lý nhanh chóng là xây dựng hệ thống cho phép khách hàng thực sự giải quyết nhu cầu dịch vụ riêng của họ và khắc phục được vấn đề riêng. Thì mình có câu chuyện để hiểu hơn về đáp ứng một cách nhanh chóng này, đó là câu chuyện về anh hùng phục vụ. Thì Sheldon Joe giao thực phẩm cho người đàn ông cần thiết. Thì một người đàn ông đã bị tuyết rơi tại nhà và trong mùa lễ Giáng sinh, và cơn bão đó ngày càng lớn hơn, thì con gái ông đã lo lắng rằng ông sẽ không có đủ thức ăn khi bị mắc kẹt ở đó, và cô đã gọi đến một số cửa hàng trong khu vực hy vọng là cửa hàng đó có thể giao thức ăn cho ba ông. Thì cuối cùng cô đã liên lạc được một người nào đó trong gia đình Joe. Người đó nói rằng Sheldon Joe thường không giao hàng nhưng công ty đó đã sẵn sàng đưa ra một ngoại lệ hoàn cảnh khắc nghiệt. Thì người cộng sự của Sheldon Joe đã nhận đơn đặt hàng của người phụ nữ đó, và thậm chí đề xuất bổ sung thêm các thức ăn cung cấp đầy đủ sức khỏe cho ba cô. Và phí dịch vụ giao hàng là miễn phí nên không cần phải lo lắng về khoản này. Sau đó thì nhân viên đã kết thúc cuộc trò chuyện và bằng cách chúc cô một Giáng sinh vui vẻ, và cha cô ấy đã nhận được thức ăn chưa đầy 30 phút. Ví dụ này cho thấy được rằng là khôi phục dịch vụ không chỉ là sửa một lỗi đơn giản, cho phép nhân viên làm điều đúng đắn cho khách hàng ngay cả khi phục hồi được thực hiện cần thiết vì hoàn cảnh bên ngoài quyền kiểm soát của công ty, là cách công ty có thể xây dựng mối quan hệ khách hàng một cách lâu dài. Thì thứ hai mình sẽ nói đến cung cấp thông tin liên lạc thích hợp. Hình 7.1 cho ta thấy được là có 12 biện pháp khắc phục hàng đầu khách hàng tìm kiếm từ công ty trong trả lời lỗi dịch vụ. Thì phổ biến nhất mà khách hàng tìm kiếm khi họ gặp phải một vấn đề nghiêm trọng trong biện pháp khắc phục đó là sửa chữa sản phẩm hoặc là sửa chữa dịch vụ để nhận lại tiền của họ, hoặc là hoàn trả cho những gặp sự cố và nhận được sản phẩm dịch vụ trong tương lai. Thì remedy có nghĩa là khắc phục, còn desire có nghĩa là mong muốn và receive là nhận. Thì dựa vào 12 biện pháp đó mình có thể thấy, thứ nhất đó là đối xử nhân phẩm với mức mong muốn là 93% và nhận là 32%. Tiếp theo đó là công ty vi phạm đặt mình vào vị trí của mình, đảm bảo rằng vấn đề của mình đã được giải quyết hoặc là sản phẩm của tôi được sửa chữa, dịch vụ và sửa chữa. Sau đây mình xin
nhường lại cho bạn Lân thuyết trình phần tiếp theo. Xin chào các bạn. Anh nghe rõ không luôn. À, nghe rõ đã bây này. giờ rồi. Dạ đúng rồi. Như thầy và các bạn, em tên là Hoàng Ngọc Lân. Sau đây em sẽ tiếp tục phần trình bày này. Nó sẽ đến với giải thích đầy đủ về nguồn cung cấp. Thì trong nhiều sự cố dịch vụ khách hàng thì khách hàng sẽ thường cố tìm đến lý do tại sao đã xảy ra sự cố ấy. Những lời giải thích có thể giúp khách tán những hiệu ứng tiêu cực, thể hiện sự tôn trọng đối với khách hàng. Để giải thích được coi đầy đủ, chúng ta sẽ đến với hai điểm chính. Thứ nhất là nội dung trình bày phải phù hợp với những sự kiện liên quan và thông tin phải thích hợp. Điều này cũng rất quan trọng trong việc giúp đỡ khách hàng hiểu được những gì đã xảy ra. Thứ hai là phong cách phân phối và giải thích như thế nào cho hợp lý. Điều này cũng ảnh hưởng rất lớn đến việc khắc phục sự không hài lòng của khách hàng. Một ví dụ là nếu một khách hàng đã chờ đợi ở văn phòng bác sĩ trong một thời gian rất là dài mà không được nhận được một lời giải thích nào cho sự chờ đợi này, thì ngay lúc này khách hàng sẽ bắt đầu cảm thấy có sự không tôn trọng hoặc là bị coi thường. Tuy nhiên nếu một nhân viên đến và xin lỗi về sự chờ đợi này, sau đó nhân viên nó giải thích rằng đã có một bệnh nhân cấp cứu và bác sĩ đang bận, thì khách hàng nó có nhiều khả năng sẽ hiểu được các tình tiết giảm nhẹ và khoan dung hơn sự chờ đợi này. Tiếp theo là sẽ đến với phần đối xử công bằng với khách hàng. Trong chiến lược khôi phục dịch vụ thì việc đảm bảo sự công bằng cũng hết sức là quan trọng. Các chuyên gia trong phục hồi dịch vụ Stephen Bow và Stephen Tack đã đưa ra ba loại công lý mà khách hàng sẽ tìm kiếm sau khi họ đưa ra khiếu nại. Đó chính là kết quả công bằng về thủ tục và công bằng về tương tác. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với kết quả công bằng. Trong nỗ lực phục hồi dịch vụ của mình thì các công ty cung cấp nên phải cung cấp cho những khách hàng kết quả bồi thường phù hợp với mức độ không hài lòng của họ. Khoản bồi thường này thường có thể chi trả dưới hình thức là bồi thường bằng tiền, dịch vụ miễn phí trong tương lai, giảm phí hoặc là sửa chữa thay thế các linh kiện. Bên cạnh đó, khách hàng cũng mong đợi sự công bằng trong trao đổi, có nghĩa là họ muốn cảm thấy rằng công ty đã trả giá cho những sai lầm của mình theo cách ít nhất là bằng với những gì khách hàng đã chịu đựng. Và khách hàng cũng mong đợi sự bình đẳng trong sự giải quyết các khiếu nại, họ muốn được bồi thường theo đúng cách tương tự của những khách hàng khác đã trải qua trong cùng một lỗi. Và khách hàng cũng sẽ đánh giá giá rất cao khi một công ty cho họ sự lựa chọn về mặt đền bù. Ta thấy được là công bằng về kết quả là đặc biệt quan trọng trong những trường hợp mà khách hàng có những phản ứng tiêu cực hoặc là đặc biệt tiêu cực đối với sự cố dịch vụ, thì việc đảm bảo sự công bằng về mặt đền bù sẽ giúp cải thiện giải quyết mâu thuẫn được đã xảy ra. Rồi thứ hai là đến với công bằng về thủ tục. Ngoài việc bồi thường công bằng thì các công ty phải đối xử công bằng với khách hàng về các chính sách, quy tắc, tính kịp thời của quy trình khiếu nại. Rồi các quy trình này phải được đảm bảo là khách hàng sẽ luôn luôn được tiếp cận quy trình này một cách nhanh chóng và xử lý nó một cách nhanh nhất có thể. Từ đó có thể đưa ra các phương án như chúng tôi có thể làm gì để bồi thường cho bạn, hoặc là chúng tôi có thể làm gì để giải quyết được các khiếu nại của bạn. Đa số các khách hàng luôn luôn cho rằng những thủ tục công bằng là những thủ tục được thể hiện bởi sự rõ ràng, nhanh chóng, không phức tạp. Còn các thủ tục không công bằng thì thường sẽ rất là chậm, kéo dài hoặc là phi logic, khó bất tiện. Rồi khách hàng sẽ cảm Rồi trong những cái trường hợp thì khách hàng cũng sẽ cảm thấy không công bằng nếu họ phải chứng minh rằng trường hợp khiếu nại của mình ra cho công ty dường như là sai hoặc là nói dối. Rồi cuối cùng tôi thấy mới công bằng về tương tác. Ngoài việc cung cấp đền bù công bằng và các thủ tục nhanh chóng, không phức tạp, thì các công ty cũng cần phải đối xử với khách hàng một cách lịch sự, cẩn thận và trung thực. Trong quá trình khôi phục dịch vụ, những trường hợp mà các nhân viên có thái độ không quan tâm hoặc là không cố gắng giải quyết vấn đề của khách hàng, thì điều này sẽ ra ở do lỗi của khâu tuyển dụng hoặc thiếu đào tạo trao quyền. Rồi nếu mà điều này xảy ra, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến trải nghiệm của khách hàng về sản phẩm dịch vụ của công ty, đem lại cho khách hàng cảm xúc tiêu cực, không hài lòng khi sử dụng sản phẩm dịch vụ. Rồi các công ty luôn phải đảm bảo sự công bằng về mặt tương tác để có thể phát triển được mối quan hệ bền vững đối với khách hàng. Bởi vì khi mà công ty có được một khách hàng bền vững thì sẽ có được bộ lợi ích bổ sung của mối quan hệ này. Và nếu như mà công ty không thành công trong việc cung cấp dịch vụ thì những khách hàng có mối quan hệ bền vững với công ty thường sẽ dễ bỏ tha thứ hơn cho các lỗi dịch vụ và cởi mở hơn trong việc khôi phục dịch vụ của công ty. Rồi rất nhiều các
Ví dụ là chứng minh rằng mối quan hệ bền vững của khách hàng đối với công ty sẽ giúp bảo vệ công ty đó khỏi những tác động tiêu cực của việc có các lỗi gián đoạn hay là lỗi sản phẩm, dịch vụ. Phần trình bày của em là hết và em sẽ nhường phần trình bày cho bạn tiếp theo. Em cảm ơn ạ. Dạ, xin chào thầy và các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục phần 4 đó là các chiến lược phục hồi dịch vụ, sửa chữa vấn đề. Sau khi chúng ta đã sửa lỗi khách hàng thì công ty nên tìm ra những cái cách giải quyết để giải quyết vấn đề, để sửa lỗi những cái vấn đề mà công ty đã tạo ra cho khách hàng. Nếu những cái vấn đề có khả năng lặp lại đối với những khách hàng đó, quá trình sửa chữa vấn đề nên cần được sửa chữa ngay lập tức. Các chiến lược sửa chữa vấn đề bao gồm khuyến khích và theo dõi những cái lời phàn nàn, học hỏi từ những cái kinh nghiệm khắc phục trước đó và làm cho dịch vụ được đảm bảo thành công. Vào luôn cái chiến lược thứ nhất là khuyến khích. Và theo dõi những khiếu nại. Như các bạn đã biết thì trải nghiệm của khách hàng là những cái cảm nhận về trải nghiệm mà khách hàng có khi tiếp xúc với những cái thương hiệu và những cái công ty mà khách hàng đã tiếp xúc. Hiện nay thì có rất nhiều là cái cách đánh giá khác nhau để mang lại cho công ty những cái hiệu quả cạnh tranh. Công ty có thể đưa ra những cái cách như là sử dụng các trung tâm cuộc gọi miễn phí, email và các phương tiện xã hội để khuyến khích khách hàng đưa ra những cái khiếu nại của họ. Các cuộc khảo sát về mức độ hài lòng, nghiên cứu sự cố quan trọng và nghiên cứu khách hàng bị mất trước đó được sử dụng để thu thập những cái khiếu nại. Tất nhiên, chúng ta cũng biết kinh nghiệm từ bản thân rằng là những cái khách hàng họ không phải ai cũng đưa ra những cái phàn nàn một đưa ra những cái phàn nàn của họ. Một thực tế là chỉ có 4% khách hàng không hài lòng họ đưa ra những cái phàn nàn. Nếu một khách hàng không phàn nàn và vấn đề chưa được giải quyết thì cái vấn đề đó sẽ tiếp tục gặp lỗi và mọi người đều không thích điều đó. Phần tồi tệ nhất là là khách hàng họ những khách hàng không hài lòng đó họ không thoải mái và họ kể với những bạn bè của họ về những cái trải nghiệm đó, làm cho cái dịch vụ của chúng ta tiếp tục không được sửa lỗi và công ty tiếp tục mất thêm những cái khách hàng đáng tin cậy. Và sau đây là có 3 lý do tại sao là nên cái công ty của họ nên đưa ra những cái chính sách khuyến khích khiếu nại và làm cho trải nghiệm của khách hàng được cải thiện nhiều hơn. Lý do thứ nhất là làm tăng khả năng hiệu quả của vấn đề được giải quyết hơn nhiều hơn. Hầu hết chúng ta đều sợ hãi những cái lời phàn nàn và họ không thích những cái dấu hiệu cho thấy là họ đã làm sai cái vấn đề đó, hoặc là họ không thích họ những cái điều chỉ trích. Điều đó có thể đúng, nhưng chúng ta cần vượt qua nỗi sợ hãi đó và khuyến khích khách hàng đưa ra những cái lời phàn nàn nhiều hơn. Trong dịch vụ, thất bại là điều tất yếu. Khách hàng nên ghi nhớ điều đó. Nên ghi nhớ và đưa ra những cái lời phàn nàn để giúp cho không những khách hàng được cải thiện vấn đề mà công ty còn đưa ra cho khách hàng những cái cách giải quyết tối ưu nhất. Cái lý do thứ hai là phản hồi sẽ giúp cho cái dịch vụ trở nên tốt hơn và hữu ích hơn. Khuyến khích khách hàng phàn nàn là một cách giúp cho công ty khuyến khích khách hàng nói chuyện và một cách thoải mái hơn và cung cấp cho công ty một những cái phản hồi tốt hơn, giúp cho họ phục vụ tốt hơn khách hàng đó. Khách hàng
Lý do thứ ba là nó sẽ làm cho khách hàng cảm thấy tốt hơn. Những người khen ngợi thường bị chỉ trích bởi vì cảm xúc tiêu cực của họ sẽ không thay đổi bất cứ điều gì tốt hơn. Chẳng hạn như phàn nàn về thời tiết lạnh giá cũng sẽ không làm cho thời tiết trở nên ấm áp hơn. Vì vậy, khuyến khích khách hàng khiếu nại từ những khách hàng sẽ không chỉ giúp cho công ty xử lý và giải quyết chúng tốt hơn mà còn giúp cho họ khuyến khích khách hàng của mình cung cấp những phản hồi tốt hơn và hữu ích hơn để giúp cho cải thiện những cái dịch vụ đó, tồi tệ đó nên hoàn thiện hơn. Ngoài ra, và đây cũng chính là điều tiếp theo là chính dịch thứ hai là học hỏi từ những cái trang trước rồi á. Cái chiến dịch thứ hai là học hỏi từ những cái trải nghiệm phục hồi, learn from recovery services. Các tình huống giải quyết vấn đề không chỉ là cơ hội để chúng ta sửa chữa các dịch vụ đó mà còn làm tăng cường mối quan hệ với khách hàng. Chúng cũng là những cái nguồn thông tin giá trị nhưng thường bị bỏ qua hoặc sử dụng không đầy đủ để cải thiện những cái dịch vụ mà thiếu sót mà chúng ta đã tạo ra cho khách hàng bằng cách theo dõi các nỗ lực và giải pháp khôi phục dịch vụ. Các nhà quản lý thường có thể tìm hiểu về các vấn đề đã có trên hệ thống cung cấp cần khắc phục bằng cách tiến hành cách phân tích nguyên nhân gốc rễ. Các biểu mẫu có thể xác định được nguồn gốc của vấn đề và sửa chữa chúng một cách đúng đắn. Đôi khi cần loại bỏ những cái nhu cầu phục hồi riêng. Ví dụ như tại Ritz-Carlton là một cái khách sạn luxury nhất thuộc hàng top. Nhân viên họ thường ghi lại cái cơ hội phục hồi dịch vụ và cách xử lý. Nhân viên họ sẽ nhận được khiếu nại được và họ được yêu cầu là thực hiện phục hồi những cái dịch vụ này. Thông tin này sau đó được nhập vào cơ sở dữ liệu và phân tích các mẫu và các vấn đề dịch vụ trên hệ thống cần được khắc phục. Nếu cần thì sẽ có một cái nhóm điều tra dự án riêng được chỉ định đến một khu vực có vấn đề để phát triển cái giải pháp. Tiếp theo là chiến dịch tiếp theo là học hỏi từ chúng ta sẽ học hỏi từ những cái khách hàng chúng ta đã làm mất trước đó. Cái này Việc nghiên bạn cứu trình bày rồi. Cái này bạn vừa trình bày trước cái phần là học hỏi từ những cái trải nghiệm của khách hàng mà. tiếp theo là học hỏi từ những khách hàng đã mất rồi. Hầu hết thì các doanh nghiệp được ví như là cái thùng bị rò rỉ khi nói đến cái khách hàng của họ. Bản thân chúng ta cũng vậy, rất hiếm khi phàn nàn. Cái thùng bị rò rỉ có nghĩa là việc khách hàng mới cái thùng bị rò rỉ có nghĩa là khách hàng sẽ không có cái việc thùng bị rò rỉ có nghĩa là việc mua lại khách hàng mới và cần thiết để bù lắp cho sự mất mát và rò rỉ của khách hàng hiện tại để duy trì lượng khách hàng ổn định trong nhóm. Chiến lược này cần có hai cách để tác nghiệp, đó là tăng lượng khách hàng mới vào nhóm và vá những cái lỗ trên thùng bằng cách là kêu gọi những khách hàng mới. Chiến lược này nghe có vẻ thú vị. Để so sánh chiến lược này, nhìn chung chúng ta nên đồng ý rằng chi phí để kêu gọi những khách hàng mới có thể tăng gấp 5 lần chi phí phục vụ khách hàng hiện tại. Vì vậy, cái việc đầu tư và giữ chân khách hàng là điều rất là hợp lý. Những nguyên nhân có thể kiểm soát được cái khách hàng đó là can thiệp và tổ chức và ngăn chặn những cái tổn thất hiện đang có. Ví dụ, sẽ có những khách hàng bị xua đuổi bởi những cái dịch vụ kém hoặc những cái sự thiếu quan tâm của nhân viên tại đó, và sẽ có những khách hàng bị lôi kéo bởi một cái đề nghị tốt hơn từ những cái đối thủ cạnh tranh.
Trong những trường hợp này, chúng ta tin rằng những tổn thất đó là có thể kiểm soát được. Khi được một thành viên trong tổ chức bán hàng hỏi, khách hàng thường sẽ nói rằng họ có cái giá tốt hơn ở những nơi khác. Tuy nhiên, khi một bên ngoài hỏi khách hàng tại sao họ ngừng hợp tác với những cái dịch vụ trước đó ở cái công ty trước đó, thì nhiều khả năng bên khách hàng sẽ cung cấp chi tiết những cái lý do rời đi của họ. Điều này có thể bao gồm hoặc không bao gồm những cái định giá trước đó. Không chỉ những khách hàng bị mất mới hiểu rõ những lý do rời đi của họ, họ cung cấp những cái nhìn sâu sắc về những cái tổn thất có thể kiểm soát được hoặc không thể kiểm soát được. Họ thường cho bạn biết những cái gì có thể đã làm để ngăn chặn sự ra đi của họ. Hiện tại họ đang đối phó với ai, tại sao những cái đối thủ cạnh tranh cụ thể đó có thể bắt đầu khôi phục hoạt động kinh doanh của họ. Và như bạn có thể thấy, những khách hàng đã mất có thể là một nguồn thông tin rất có giá trị để hỗ trợ bạn ngăn chặn những cái rò rỉ từ nhóm khách hàng của bạn, cũng như làm tăng sự thu hút khách hàng thông qua việc phục hồi khách hàng. Và chiến lược cuối cùng đó là làm cho cái dịch vụ của bạn được đảm bảo. Ý tưởng làm cho dịch vụ được đảm bảo là làm cho những cái sai lầm đó tránh khỏi những cái khuyết tật, liên quan đến độ, nó liên quan đến độ tin cậy và nó liên quan đến việc hãy làm ngay từ lần đầu tiên. Khách hàng có được những gì họ muốn và có thể giảm thiểu được những cái chi phí. Ví dụ như là Pukeyok là một cái dịch Pukeyok, bản chất của nó là một cái thuật ngữ xuất phát từ người Nhật. Nó được đưa ra để nhằm giảm thiểu những cái thiệt hại tối đa cho cái doanh nghiệp công ty của họ. Và vai dọc của Pukeyok là giúp, nó giúp giảm thiểu chi phí sản xuất với tỷ lệ khuyết tật nó rất là đáng kể. Doanh nghiệp có thể loại bỏ những cái lãng phí về nguyên vật liệu và sử dụng nhân công kém hiệu quả liên quan đến khuyết tật. Điều này giúp giảm bớt những cái chi phí hàng bán trên từng đơn vị sản phẩm, từ đó gia tăng lợi nhuận. Thứ hai là nó giúp giảm chi phí quản lý. Khi mà tỷ lệ khuyết tật giảm và sẽ không còn tái diễn trong tương lai, doanh nghiệp sẽ tiết kiệm một khoảng thời gian kha khá cho các hoạt động mang lại giá trị cao hơn. Và thứ ba, làm gia tăng sự hài lòng của khách hàng. Như các bạn biết thì phần lớn doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam gặp phải những vấn đề tái diễn liên quan đến sản phẩm và không đáp ứng được yêu cầu khách hàng, khiến khách hàng không hài lòng và có khi hủy bỏ những cái đơn đặt hàng đó. Vì thế, thông qua việc làm giảm đáng kể tỷ lệ lỗi từ các phương pháp Pukeyok, doanh nghiệp sẽ luôn cung cấp cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất họ yêu cầu và làm tăng sự hài lòng nơi họ. Và cuối cùng là Pukeyok giúp cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất dễ dàng hơn. Một công ty với sự quan tâm cao về cải tiến quy trình và loại trừ các nguồn gốc khuyết tật sẽ được sự hiểu biết sâu sắc hơn về những tác nhân tiềm tàng làm cho các vấn đề trong những dự án mở rộng quy mô sản xuất. Vì vậy, các vấn đề ít có khả năng xảy ra khi công ty mở rộng sản xuất, và nếu có xảy ra thì nó cũng nhanh chóng được giải quyết hơn. Sau đây phần 4 em xin được kết thúc và phần 5 sẽ tiếp tục, đó là bạn Ngọc Bình. Xin chào thầy và các bạn. Mình tên là Bình và sau đây thì sau khi mà tìm hiểu về các chiến lược phục hồi dịch vụ thì xin mời thầy và các bạn cùng mình đến với tìm hiểu cái đảm bảo dịch vụ. Đảm bảo dịch vụ là một cái công cụ tiếp thị mà các công ty dịch vụ sử dụng để mà giảm thiểu rủi ro cho người dùng và cũng như là cái việc chuyên nghiệp hóa cái quản lý nội bộ. Vậy thì điều gì sẽ được đảm bảo? Như các bạn đã biết á, thì với một sản phẩm hữu hình, khách hàng sẽ được đảm bảo rằng nó hoạt động như là đã hứa, và nếu mà không á, thì nó sẽ có thể được trả lại hay là sửa chữa thông qua việc bảo hành. Tuy nhiên thì với một cái dịch vụ, doanh nghiệp không thể nhận lại hàng hoặc là nói cách khác là nó không thể hoàn tất những cái gì mà đã được thực hiện.
Nhưng mà các công ty có thể giải quyết bằng cách cho phép khách hàng một cái một hay là nhiều hình thức có bồi thường hoặc là hoàn tiền. Các công ty nhận thấy rằng là cái việc đảm bảo dịch vụ được thực hiện hiệu quả có thể giúp cho các chiến lược khôi phục dịch vụ của công ty. Việc đảm bảo của khách sạn Hampton như ở trên hình á là một ví dụ về sự đảm bảo hiệu quả. Thì khách sạn Hampton là họ có cái sự đảm bảo về sự hài lòng của khách hàng. Họ đảm bảo ở cái chỗ rằng là chất lượng cao, dịch vụ thân thiện, hiệu quả, môi trường xung quanh thì sạch sẽ và thoải mái. Nếu mà mình mà cảm thấy không hài lòng với lại cái khách sạn này á, thì họ sẽ không mong cái việc mà mình trả tiền cho họ. Và nhờ cái sự đảm bảo này thì khách sạn Hampton đã đạt được khoảng 11 triệu đô la hàng năm doanh thu. Và ngoài ra thì cái tỷ lệ giữ chân khách hàng cũng là cao nhất trong cái ngành. Đảm bảo dịch vụ thì sẽ có hai loại chính, đó là đảm bảo sự thỏa mãn vô điều kiện và đảm bảo thuộc tính dịch vụ. Để đảm bảo cái sự hài lòng vô điều kiện á, thì bất kỳ khía cạnh nào của dịch vụ cũng đều phải theo ý muốn sở thích của khách hàng, không có giới hạn hoặc là có điều kiện gì hết. Như cái ví dụ ở trên về cái khách sạn Hampton thì đó là một sự đảm bảo về hài lòng vô điều kiện. Loại thứ hai thì trong các trường hợp khác á, thì công ty đưa ra các dịch vụ đảm bảo tập trung vào các thuộc tính cụ thể của dịch vụ quan trọng đối với khách hàng. Chẳng hạn như là Flanking Bombing á, đã hứa là sẽ đến đúng giờ với cái thông điệp rằng là nếu có bất kỳ cái sự chậm trễ nào thì chúng tôi sẽ hoàn trả cho bạn. Và nếu họ không đến nhà khách hàng trong thời gian đã hứa thì hệ thống sẽ tự động trừ 5 đô la vào trong cái hóa đơn khi mà đối với mỗi phút mà họ đến trễ. Sự đảm bảo của dịch vụ phải bao gồm các yếu tố, đó là một lời hứa liên quan tới dịch vụ và sự đền đáp thích hợp nếu mà không giữ đúng lời hứa. Với hai yếu tố này thì trên slide đây là một số đặc điểm nhất định và có xu hướng làm cho sự đảm bảo có hiệu quả hơn. Đầu tiên đó là vô điều kiện, thứ hai có ý nghĩa, thứ ba dễ hiểu và cuối cùng đó là dễ dàng mời gọi. Thì đầu tiên, đặc điểm đầu tiên, vô điều kiện thì bất kể trong hoàn cảnh nào thì sự đảm bảo được thực hiện một cách vô điều kiện. Như ở cái khách sạn Hampton hồi nãy á, thì đảm bảo không cái sự đảm bảo của họ đó là không áp đặt bất kỳ điều kiện nào. Và tiếp theo đó là đặc điểm thứ hai là có ý nghĩa. Một đảm bảo hiệu quả thì phải có ý nghĩa. Chúng ta phải đảm bảo những cái gì mà hiển nhiên không có ý nghĩa đối với khách hàng. Ví dụ như là một cửa hàng gà rán, ngoài cái việc mà người ta sẽ miễn phí các gói tương ớt, tương cà, thì họ còn phải đảm bảo cả cái thời gian giao hàng như là đã hứa. Trong ngành đồ ăn nhanh á, thì việc giao hàng đúng thời gian là cái điều mà mọi đối thủ cạnh tranh hầu như là luôn đáp ứng. Và do đó thì cái sự đảm bảo không có ý nghĩa đối với khách hàng, cái điều này nó giống như cái việc chúng ta cần phải đảm bảo rằng là một chiếc ô tô nếu mà phải luôn có đủ 4 bánh. Đặc điểm tiếp theo đó là dễ hiểu. Sự đảm bảo của công ty cũng phải dễ hiểu và dễ truyền đạt cho khách hàng và nhân viên. Nếu mà từ ngữ khó hiểu dài dòng trong cái việc đảm bảo thì cả khách hàng và cả nhân viên đều không thể hiểu rõ được những gì mà họ đang đảm bảo. Các nhà hàng của Ben & Jerry's đã đảm bảo rằng là bữa trưa sẽ được phục vụ nhanh chóng trong vòng 15 phút, kèm với cái lời hứa rằng là nhanh hoặc miễn phí, giúp cho khách hàng của họ hiểu rằng là họ không phải mất quá nhiều thời gian để mà chờ đợi cho bữa trưa. Và sự đảm bảo đó cũng nói rõ với nhân viên của họ rằng là bữa trưa sẽ không mất quá 15 phút để mà được đưa đến tay của khách hàng. Đặc điểm cuối cùng đó là công ty nên loại bỏ đặc điểm cuối cùng đó là dễ dàng mời gọi. Thì công ty nên loại bỏ các phương thức rườm rà trong cái cách tiếp cận khách hàng, và sự đảm bảo hiệu quả phải dễ dàng sử dụng. Chẳng hạn như là ở California Pizza Kitchen á, thì họ cung cấp sự đảm bảo để khuyến khích khách hàng dùng thử các món mới ở trong thực đơn.
Và để yêu cầu thì khách hàng chỉ cần thông báo cho nhân viên phục vụ rằng họ muốn thử cái món ăn đó, và chắc chắn rằng cái món ăn đó sẽ được cung cấp miễn phí như cái lời đã hứa của California Pizza Kitchen. Xin giới thiệu một chút với các bạn và thầy thì British Airways là cái hãng hàng không mà đứng thứ hai của Vương quốc Anh và là một trong chín cái hãng hàng không có cái đường bay cố định trên 6 châu lục. Thì như ở biểu đồ về mức tăng trưởng dòng tiền cũng như là độ tăng trưởng của hàng không này á, thì ta thấy có một sự tăng trưởng hiệu quả từ năm 2010 đến 2013. Thì kết quả đó là nhờ một phần lợi ích của sự đảm bảo dịch vụ mang lại. Vậy thì mời các bạn cùng mình đến tìm hiểu một số lợi ích của đảm bảo dịch vụ. Các tổ chức dịch vụ hiện đang nhận ra rằng là đảm bảo không những đóng vai trò như là một công cụ tiếp thị mà còn là một phương tiện để xác định, trau dồi và duy trì chất lượng cho toàn bộ tổ chức. Và sau đây là một số cái lợi ích của sự đảm bảo dịch vụ hiệu quả đối với công ty. Đầu tiên đó là một sự đảm bảo tốt buộc công ty phải tập trung vào khách hàng của mình, và để phát triển một sự đảm bảo có ý nghĩa thì công ty phải biết điều gì là quan trọng đối với khách hàng. Tức là cái đó là họ phải hiểu là khách hàng mong đợi và khách hàng coi trọng điều gì. Tiếp đến đó là sự đảm bảo hiệu quả phải đặt ra các tiêu chuẩn rõ ràng cho tổ chức. Nó thúc đẩy công ty xác định rõ ràng những gì mà họ mong đợi ở nhân viên và truyền đạt cái kỳ vọng đó cho nhân viên. Sự đảm bảo mang lại cho nhân viên cái mục tiêu hướng tới dịch vụ. Chẳng hạn như là cái sự đảm bảo của Pizza Hut. Sự đảm bảo của Pizza Hut đó là nếu mà bạn không hài lòng với lại chiếc bánh pizza của mình thì hãy cho nhà hàng của chúng tôi biết và chúng tôi sẽ thực hiện đúng hoặc là trả lại tiền cho bạn. Từ đó thì cho phép nhân viên biết chính xác rằng họ nên làm gì nếu mà khách hàng phàn nàn, và nhân viên cũng hiểu rõ rằng là phải làm cho nó phù hợp với khách hàng là một cái mục tiêu cực kỳ quan trọng của công ty. Tiếp đến đó là một sự đảm bảo tốt tạo ra phản hồi ngay lập tức và có liên quan tới khách hàng. Sự đảm bảo tạo ra quay lại đi mày ơi. Một sự đảm bảo tốt tạo ra phản hồi ngay lập tức và có liên quan tới khách hàng là sự đảm bảo tạo ra động cơ để mà khách hàng khiếu nại và từ đó cung cấp nhiều cái phản hồi hơn cho công ty thay vì chỉ dựa vào một số lượng tương đối khách nhỏ để mà nói lên mối quan tâm của họ. Sự đảm bảo á, thông báo cho khách hàng rằng là họ có quyền khiếu nại. Tiếp đến đó là sự đảm bảo được thực hiện ngay, sẽ có cơ hội phục hồi ngay lập tức. Sự không hài lòng có thể được kiểm soát hoặc ít nhất là không được phép tăng lên nếu mà khách hàng tiếp xúc với sự phục hồi tức thì. Cái sự phục hồi nhanh chóng á thì có thể giúp cho doanh nghiệp đi được một chặng đường dài tới cái việc mà làm hài lòng khách hàng cũng như là giúp cái việc mà duy trì mối quan hệ lòng trung thành của khách hàng. Tiếp đến là thông tin được tạo ra thông qua cái sự đảm bảo có thể được theo dõi, tích hợp vào các nỗ lực cải tiến liên tục. Sự đảm bảo có thể cung cấp cấu trúc để mà lắng nghe khách hàng cũng như là giúp thu hẹp khoảng cách với lại khách hàng. Cuối cùng đó là đối với khách hàng thì việc đảm bảo sẽ làm giảm các rủi ro của họ và xây dựng niềm tin của tổ chức. Bởi vì dịch vụ là vô hình và nó thường liên quan tới cái sự thỏa mãn cái nhu cầu của khách hàng. Và như các bạn biết thì đa phần chúng ta với cái vai trò khi mà là khách hàng á thì trước khi mà mua hay là sử dụng một cái dịch vụ nào đó thì mình thường sẽ lên mạng để mà mình tìm kiếm thông tin để mà nhằm giúp cho mình cảm giác được rằng là mình sẽ giảm đi cái sự mà không chắc chắn về dịch vụ đó hoặc là sản phẩm đó. Mặt khác thì các dịch vụ cũng đã được chứng minh là làm giảm rủi ro và tăng đánh giá tích cực về dịch vụ trước khi mua. Vậy thì cái điểm mấu chốt đối với công ty á, đó là sự đảm bảo có hiệu quả dẫn đến cái lợi nhuận thông qua cái việc xây dựng nhận thức, lòng trung thành của khách hàng, thông qua cái giao tiếp truyền miệng tích cực và thông qua cái việc giảm chi phí khi cải tiến khôi phục dịch vụ.
Một cách gián tiếp đó là cái sự đảm bảo có thể giảm chi phí luân chuyển nhân viên thông qua cái việc tạo ra một cái dịch vụ tốt, dịch vụ tích cực. Thầy hỏi mình một chút xíu, service guarantee mà trong tình huống này mình dịch là đảm bảo dịch vụ với lại là cái bảo hành dịch vụ thì cái nào nó hay hơn, nó sát hơn? Dạ em nghĩ là nếu mà hay hơn thì em nghĩ là bảo hành dịch vụ ạ. À, hay hơn. Thầy cũng nghĩ như vậy, dùng cái từ bảo hành dịch vụ thì nó sẽ hay hơn. Dạ, tại vì khi mà em làm thì em phân vân giữa ba từ đó là bảo hành, bảo đảm và với lại bảo lãnh ạ, cho nên em vẫn còn hơi lung tung. Ok. Nào không sao. Tiếp đi. Cái sự đảm bảo dịch vụ không thích hợp cho mọi công ty và cũng như là mọi tình huống dịch vụ. Trước khi mà đưa ra chiến lược đảm bảo thì một công ty cần phải giải quyết một số câu hỏi quan trọng. Chẳng hạn như là ai là người quyết định hoặc là cái loại hình nào chúng ta cần cung cấp. Có nhiều câu hỏi hơn nhưng mà các bạn có thể tham khảo ở cái hình 7.5 mà trong nhóm mình đã dịch và đã up lên trên LMS. Thì từ các câu hỏi đó thì chúng ta rút ra được một số lý do mà công ty không thể muốn cung cấp dịch vụ đảm bảo. Đầu tiên đó là chất lượng dịch vụ hiện tại của công ty còn kém. Tiếp theo đó là sự đảm bảo không phù hợp với hình ảnh của công ty. Nếu công ty đã có danh tiếng về chất lượng rất cao rồi á thì cái việc thực tế là đã ngầm đảm bảo rằng cái dịch vụ của mình người ta đã đảm bảo người thì nếu mà công ty đã có danh tiếng về chất lượng rất cao thì trên thực tế họ đã ngầm đảm bảo họ đã ngầm định rằng là cái dịch vụ của họ đã được đảm bảo. Thì một cái sự đảm bảo chính thức công khai thì rất có là không cần thiết. Tiếp đến đó là chất lượng dịch vụ thực sự không kiểm soát được. Các nhà cung cấp dịch vụ có thể phải gặp những cái tình huống mà chất lượng dịch vụ thực sự không thể kiểm soát được. Cũng tương tự như chẳng hạn như ở trường đại học mình đi thì trường mình không thể cam đoan rằng tất cả các sinh viên của ngành quản trị kinh doanh sẽ được nhận cái công việc mà họ mong muốn ngay sau khi tốt nghiệp, tại vì đơn giản là vì nhà trường không thể kiểm soát được những cái công việc mà có sẵn trên thị trường. Đó cũng là một cái lý do. Và cái yếu tố tiếp theo đó là cái khả năng khách hàng lạm dụng cái sự đảm bảo. Cái điều lo sợ về hành vi gian lận của khách hàng là một cái lý do phổ biến khiến cho các công ty ngần ngại trong cái việc cung cấp sự bảo đảm. Tiếp đến đó là chi phí đảm bảo lớn hơn cái lợi ích. Thì như các bạn đã biết thì cái mục tiêu hàng đầu của doanh nghiệp đó là tối ưu hóa lợi nhuận. Thì dẫn đến là doanh nghiệp không muốn đầu tư vào cái việc mà chi phí nó lại lớn hơn cái lợi ích mà đem lại cho doanh nghiệp. Và cuối cùng, khách hàng nhận thấy ít rủi ro trong dịch vụ. Nếu mà khách hàng nhận thấy ít rủi ro hay là dịch vụ tương đối rẻ so với các nhà cung cấp tiềm năng thì chắc chắn một cái sự đảm bảo rằng là họ có thể ít tạo cái sự đảm bảo sẽ ít tạo ra hiệu quả cho công ty hơn là cái việc mà họ doanh nghiệp sử dụng cái giá trị của việc quảng cáo. Tiếp theo xin mời mọi người cùng Ngân đến với phần cuối cùng của chương ạ. Em xin cảm ơn. Xin chào thầy và các bạn. Thì mình xin phép được trình bày mục 6, cũng là mục cuối cùng của chương này. Thì ở mục cuối cùng của chương này sẽ cho chúng ta thấy về sự nghiên cứu, sự thay đổi của các khách hàng thông qua các quyết định của dịch vụ và phản ứng của khách hàng đối với sự nỗ lực khắc phục của công ty. Khách hàng có thể lựa chọn trung thành với nhà cung cấp cũ hay chuyển sang một nhà cung cấp khác. Trong bài đọc thì cũng đã nêu lên một ví dụ khi nghiên cứu các khách hàng của các hãng hàng không. Các nghiên cứu nhận thấy rằng nếu khách hàng không hài lòng với các dịch vụ của các hãng hàng không thì họ sẽ có xu hướng chuyển sang một hãng hàng không khác cao gấp 4 lần so với những khách hàng hài lòng với hãng hàng không. Và đây cũng là một số nghiên cứu về sự chuyển đổi dịch vụ của khách hàng ở trong bài. Thì thứ nhất là trong nghiên cứu đã thực hiện các nghiên cứu về các khách hàng có mối quan hệ thực sự với công ty, hay nói một cách dễ hiểu hơn là các khách hàng có mối quan hệ thân thiết với công ty, họ đã sử dụng và trung thành với các dịch vụ của công ty, thì những khách hàng này sẽ có xu hướng dễ tha thứ cho những lỗi dịch vụ hơn những lỗi dịch vụ
và ít có khả năng chuyển sang nhà cung cấp khác hơn so với những khách hàng có mối quan hệ giả tạo. Mối quan hệ giả tạo ở đây có thể hiểu là mối quan hệ mà khách hàng tương tác nhiều lần với một kiểu công ty cùng với nhiều cung cấp khác nhau mỗi lần tương tác. Nghiên cứu ở đây còn nghiên cứu về thái độ của khách hàng. Nghiên cứu về thái độ của khách hàng đã tiết lộ rằng thái độ sẽ ảnh hưởng vô cùng mạnh mẽ đến sự lựa chọn nhà cung cấp. Nhà cung cấp của khách hàng họ có ở lại hay không với nhà cung cấp. Nghiên cứu gợi ý rằng một số khách hàng sẽ có xu hướng thay đổi nhà cung cấp cho dù nhà cung cấp đã chịu lỗi dịch vụ như thế nào đi nữa. Nghiên cứu này thì dựa trên các yếu tố như là nhân khẩu học, độ tuổi và các yếu tố cá nhân như là ngại rủi ro. Mà lấy một ví dụ nho nhỏ ở đây là như về dịch vụ ngân hàng, khi khách hàng không may mắn bị đánh cắp một số tiền trong tài khoản thì họ sẽ có xu hướng thay đổi nhà cung cấp vì họ là những người có yếu tố cá nhân ngại rủi ro mặc dù họ đã được xin lỗi và hoàn trả lại số tiền đó. Cuối cùng, quyết định chuyển sang một nhà cung cấp dịch vụ có thể xảy ra hay không, có thể không xảy ra ngay sau khi dịch vụ mà nó đã trải qua nhiều lần tích lũy như vậy, hay có thể hiểu là chuyển đổi dịch vụ là một quy trình vượt qua các chỉ số không hài lòng của khách hàng thay vì là một trường hợp cụ thể nào đó. Đồng thời, theo nghiên cứu, mức độ và sự nghiêm trọng của sự cố là ảnh hưởng rõ ràng nhất trong quyết định mua hàng trở lại của khách hàng. Nếu sự cố càng nghiêm trọng thì khả năng khách hàng chuyển sang nhà cung cấp mới, bất kể mọi khắc phục của nhà cung cấp như thế nào đi chăng nữa. Ví dụ ở đây, mình sẽ lấy một ví dụ về hai cửa hàng cùng kinh doanh một mặt hàng cà phê có chất lượng và giá cả tương tự nhau. Tuy nhiên ở trong đó lại có một khách hàng có một sự phục vụ không được thiện cảm, không được cởi mở cho khách hàng lắm. Họ còn đưa nhầm lẫn cả sản phẩm gần hết hạn cho sử dụng, nhầm lẫn các sản phẩm gần hết hạn sử dụng cho khách hàng. Tuy đã được quản lý xin lỗi và thay bằng các sản phẩm mới nhưng mà khách hàng này họ đã mất niềm tin với đối với cửa hàng cà phê này thì khả năng rất cao là trong lần mua tiếp theo họ sẽ chuyển qua khách hàng còn lại. Mặc dù khách hàng chuyển đổi nhà cung cấp bởi nhiều lý do nhưng lỗi dịch vụ và khả năng phục hồi dịch vụ kém là nguyên nhân thường dẫn đến sự chuyển đổi đó. Trong khoảng 200 sự cố được nghiên cứu thì nó đã có một số liệu nho nhỏ được các bạn thấy trên màn hình. Thứ nhất đó là lỗi dịch vụ cốt lõi là nguyên nhân chuyển đổi của 25% số lượng người được hỏi. Và gặp lỗi dịch vụ là lý do làm tỷ lệ này tăng thêm 20%. Trong các sự cố được nêu ở hai chủ đề trên, 29% dịch vụ cốt lõi được liệt kê, 18% gặp phải lỗi dịch vụ, góp phần khiến họ muốn đổi nhà cung cấp. Phản ứng với lỗi dịch vụ kém cũng làm tỷ lệ này tăng thêm 11%. Đây cũng là những nguyên nhân khiến khách hàng thay đổi nhà cung cấp của mình. Đồng thời, qua nghiên cứu về khoảng 500 sự cố về chuyển đổi dịch vụ của khách hàng đã xác định được 8 vấn đề cơ bản lớn của quyết định quay lưng của khách hàng được nêu trong bảng 7.7 mà mình đã chiếu ở trên màn hình. Thì về đầu tiên, đó là vấn đề định giá. Thì trong bảng định giá sẽ có cái vấn đề như là giá cao, tăng giá, định giá không công bằng và giá khống. Có thể biết chúng như kiến thức của chúng ta đã biết là giá cả là một vấn đề khá nhạy cảm đối với khách hàng. Một khi mà khách hàng đã mất niềm tin về vấn đề định giá của chúng ta thì sự chuyển sang nhà cung cấp khác là một khả năng rất là cao. Thứ hai đó là không thuận lợi. Sự không thuận tiện đó là gì? Đó là cái vị trí giờ giấc. Khách hàng phải chờ cuộc hẹn và chờ dịch vụ quá lâu thì đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến khách hàng đổi qua các dịch vụ khác. Thứ ba là về các lỗi dịch vụ chính như là lỗi dịch vụ không thân thiện, không cởi mở với khách hàng, lỗi thanh toán hoặc là thảm họa dịch vụ. Có thể là quá trình quá rườm rà, dịch vụ quá tệ so với những số tiền mà khách hàng đã bỏ ra. Thứ tư là lỗi dịch vụ gặp phải như là khách hàng không được quan tâm, nhân viên không được lịch sự, khách hàng không được phản hồi các thắc mắc, nhân viên thiếu các kiến thức và hiểu biết về phục vụ và sản phẩm để phục vụ cho khách hàng. Thứ năm là phản hồi khi có lỗi dịch vụ thì công ty phản hồi tiêu cực, họ không chịu sửa chữa các lỗi lầm hoặc là không có các phản hồi hoặc là các phản hồi miễn cưỡng, qua loa cho có, không có định hướng khắc phục cụ thể cho các khách hàng. Thứ sáu là về vấn đề cạnh tranh, thì khách hàng có thể tìm thấy được các dịch vụ tốt hơn. Thứ bảy là các vấn đề về đạo đức như là gian lận, công ty đưa ra các dịch vụ ảo khó bán, không an toàn về lợi ích rủi ro cao, xung đột các lợi ích thì cũng là những nguyên nhân gây đến
sự chuyển đổi của khách hàng, và cuối cùng là chuyển đổi không tự nguyện, là khách hàng phải chuyển đi, nhà cung cấp mà họ đang sử dụng đã phải đóng cửa. Thì đây cũng là những nguyên nhân chủ yếu làm cho khách hàng thay đổi, chuyển đổi dịch vụ được nêu ở mục 6 này. Mình xin kết lại chương này một xíu là trong chương này thì tập trung chủ yếu vào khôi phục dịch vụ và tầm quan trọng của việc khôi phục dịch vụ để giữ chân khách hàng, và nó còn thể hiện lên những mong muốn của khách hàng. Khách hàng mong đợi được đối xử công bằng khi họ được khiếu nại, họ không chỉ được mong muốn công bằng, họ họ không chỉ mong muốn về kết quả mà họ được bồi thường, mà họ cũng mong muốn được mà qua cách họ được đối xử khi được khôi phục dịch vụ. Đồng thời qua chương trong chương đọc, ta cũng có thể thấy được các cơ hội để phục vụ dịch vụ của công ty để giữ chân một khách hàng một cách tốt nhất. Bài thuyết trình của nhóm mình ở đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Mọi người có câu hỏi gì thì xin hãy cho tay phát biểu nha mọi người. Ok, cảm ơn phần trình bày của nhóm G. Nhóm trưởng của nhóm này là bạn Ngân hả? Dạ không thầy ơi, là bạn Ngọc Bình thầy. Bạn Ngọc Bình là người vừa trình bày xong hả? Trước Dạ Ngân đó hả? bạn, dạ đúng rồi thầy. Ok. Rồi, xin mời bạn Huy. Có câu hỏi gì? Xin mời bạn Huy. Nhóm chuẩn bị để chúng ta ghi lại câu hỏi của các bạn nhé. Mình là Huy từ nhóm F, thì mà bạn hãy giải thích cái logic đằng sau cái câu nói này là khiếu nại là một món quà và khách hàng phàn nàn là bạn của doanh nghiệp đấy ạ. Mình cảm ơn. Khiếu nại là một món quà và khách hàng phàn nàn là gì? Là bạn của doanh nghiệp ạ. Là bạn của doanh nghiệp. Giải thích, bình luận cái câu nói đấy. Ok, nhóm đã nắm được ý của câu hỏi chưa? À, dạ rồi Dạ rồi ạ. Mời bạn Như Quỳnh, Nguyễn Thị Như Quỳnh. Em đến từ nhóm A, có câu hỏi cho nhóm bạn, đó là ví dụ khi bạn bán hàng online gặp trường hợp khách hàng phàn nàn khiếu nại về sản phẩm bị lỗi thì bạn sẽ xử lý như thế nào? Dạ xin hết ạ. Ok. Rồi, rõ câu hỏi của bạn Quỳnh chưa? Như Quỳnh chưa? Dạ rồi thầy. Đinh Thị Quỳnh Hoa, mời bạn Đinh Thị Quỳnh Hoa. Dạ, mình đến từ nhóm H và mình có câu hỏi là trong hình 7.1, 50% khách hàng gặp sự cố nhưng mà họ không phàn nàn. Đây là một con số khá lớn và làm sao mà chúng ta có thể biết được sự cố hoặc là vấn đề đó để mà khắc phục? Rồi. Rồi, có hỏi chưa các bạn? Dạ rồi thầy. Rồi, mời bạn tiếp theo là bạn Dương Thái Bình. Dạ, câu hỏi của em cũng giống như bạn Hoa mới trình bày, tức là về phần lúc đầu nhóm G có đưa ra dữ kiện về hiện tượng là phần nổi của tảng băng chìm thì có 50% khách hàng gặp vấn đề nhưng họ không phàn nàn. Và phần sau thì nhóm có đưa ra lý do là tại sao khách hàng không phàn nàn, thì có lý do là họ coi việc phàn nàn là lãng phí thời gian và công sức của họ. Vậy thì em muốn hỏi là nếu mình là doanh nghiệp thì mình sẽ làm sao để biết được nhóm khách hàng này đã hoặc đang không hài lòng về dịch vụ để đưa ra những giải pháp phục hồi chính xác ạ? Ok, làm thế nào để biết được khách hàng không hài lòng để mà có cái cách phục hồi chính xác, hạn chế cái chuyện là khách hàng họ không nói, không than phiền đúng không? Rồi, đây là câu hỏi của bạn Dương Thái Bình. Rồi, nhóm đã tiếp nhận câu hỏi này rồi đúng không ạ? À? Dạ Mời thầy. bạn Đặng Nhật Quỳnh. Dạ em đến từ nhóm B, em có một câu hỏi cho nhóm bạn là nếu bạn là một doanh nghiệp, khi công ty có dịch vụ thất bại hoặc nhận khiếu nại từ khách hàng thì bạn sẽ làm gì để khách hàng thấy hài lòng? Rồi. Ok ha. Đấy, như vậy là chúng ta có trình bày câu hỏi. Bây giờ nhóm có 5 phút để các bạn xem và chuẩn bị để trả lời cho cái
những cái câu hỏi đấy. Invenitable. Nhóm H thì các bạn cũng chuẩn bị Invenitable. sẵn sàng để sau khi cái phần trả lời của nhóm G xong thì chúng ta sẽ trình bày. Iceberg. À, khách hàng là bạn Cái hàng của khiếu bạn. nại là cái hàng mà tích cực khiếu nại là bạn Dạ đúng à, rồi. của doanh nghiệp. Điều đầu tiên, khiếu nại là một món quà, có nghĩa là khách hàng cho công ty cơ hội để sửa chữa các lỗi dịch vụ ngay tại thời điểm đó để làm hài lòng khách hàng, duy trì hoạt động kinh doanh của họ trong tương lai và có khả năng tránh bất kỳ lời truyền miệng tiêu cực nào. Thứ hai, khách hàng phàn nàn là bạn của bạn, có nghĩa là một người bạn có xu hướng tin rằng phàn nàn có lợi cho xã hội và do đó không ngần ngại nói lên ý kiến của mình, tin rằng hậu quả của việc phàn nàn với nhà cung cấp có thể rất tích cực và ít tin vào các kiểu phàn nàn khác như lời truyền bá, như truyền bá lời nói tiêu cực bằng miệng hoặc nói chuyện với bên thứ ba. Dạ, em xin hết. Ok, đấy là trả lời của bạn Nguyên Thảo. Bạn Huy có ý kiến gì không? Dạ không thưa thầy, em khá hài lòng với câu trả lời. Ok, cảm ơn bạn Huy. Rồi, xin mời câu hỏi tiếp theo. Dạ em là Thu Hoài, em sẽ trả lời câu hỏi của bạn Hoa với cả bạn Cường, bạn Bình. Thì nếu mà muốn biết khách hàng có sự cố mà không nói ra phàn nàn của mình thì chúng ta có thể họ gọi điện hỏi thăm sau vài ngày họ sử dụng dịch vụ, hoặc là gửi bản khảo sát ngắn để thăm dò ý kiến của họ, hoặc là có một kiểu như là mình làm một cái hòm thư hoặc là website trên mạng để nhận về những cái ý kiến của họ mà mình có thể đảm bảo bảo vệ các quyền riêng tư của họ. Bạn có hài lòng với câu trả lời không ạ? Nhưng mà người ta không muốn nói, không muốn trả lời nữa mà mình làm hòm thư thì làm sao mà người ta ấy trực tiếp, mà người ta còn chưa thèm nói, có nhân viên ở đấy mà chưa thèm nói muốn là làm hòm thư đúng không? Hãy đợi em một chút. Trong khi đang đợi bạn suy nghĩ lại câu trả lời của bạn Hoa với bạn Bình, thì em xin phép được trả lời câu hỏi là khi bán hàng online sản phẩm bị lỗi thì nên xử lý như thế nào? Thì em muốn hỏi lại bạn là bạn có thể cho mình biết lỗi ở đây là gì không ạ? Là về dịch vụ hay là về sản phẩm hay là như thế nào ạ? Mình hỏi về dịch vụ với lại sản phẩm á bạn. Tức là vừa sản phẩm bị lỗi mà vừa dịch vụ bị lỗi phải không ạ? Đúng rồi á. Thì cái phần này á, nhóm của tụi mình chỉ chuyên về đang về dịch vụ, cho nên là mình sẽ nói về chủ yếu là dịch vụ nha. Nếu như mà dịch vụ của công ty, của cái cửa hàng mà mình đang kinh doanh mà bị lỗi á, thì chắc chắn là khách hàng nó sẽ, khi mà nó nhận được sản phẩm rồi thì việc đầu tiên chắc chắn là nó sẽ nhắn tin và nó sẽ khiếu nại mình. Còn cái thứ hai là họ sẽ lên và họ sẽ đánh giá trên cái bàn bay của mình đó là không được tốt. Thì mình sẽ liên hệ với khách hàng để mình hỏi thử cái những thứ mà mình không tốt, thì mình sau đó mình sẽ xin lỗi khách hàng và mình sẽ có đưa ra những cái khắc phục tốt nhất theo cái mong muốn mà khách hàng đang mong muốn để sửa các lỗi đó, từ đó có thể giúp cho khách hàng vừa nhận lại được những sản phẩm mà họ ưng ý nhất, đồng thời thì họ cũng có thể đánh giá tốt hơn cho cái việc kinh doanh của mình. Thì theo ý mình là như vậy đó, bạn có thắc mắc gì nữa không ạ? Ok, mình không có thắc mắc gì nha. Cảm Nhưng mà ơn. nếu khi khách hàng họ đã đánh giá ở trên đấy rồi thì mình có cái cách nào để mình có thể là khắc phục ngay khi trước khi mà khách hàng họ đã công khai
họ đã nói với những cái bên khác có liên quan họ cho mọi người cùng biết rồi không? Dạ, thưa thầy, thì nếu như mà tại vì một cái shop bán hàng á ở trên một cái trang mạng công khai như hiện tại thì chắc chắn á thì nó cũng sẽ phải nhận rất là nhiều cái bình luận tiêu cực thôi, nhưng mà bên cạnh đó em nghĩ nếu như mà một nếu như mà khách hàng đó đã được chúng ta sửa chữa sai lầm á và lần sau họ tiếp tục ủng hộ, họ vẫn có những cái đánh giá tốt, thì lượng mà đánh giá tích cực á nó nhiều hơn lượng tiêu cực á, thì cái cảm giác mà an tâm khi khách hàng họ mua hàng á thì họ vẫn sẽ chọn lựa cái cửa hàng của chúng ta mua hàng để họ tiếp tục mua cái sản phẩm đó thôi. Ừ. Nhưng mà hoặc là cũng có thể mình sẽ chọn thêm một cái cách là khi mà mình đã khắc phục cái lỗi cho khách hàng rồi thì có thể là bằng một cái cách thức rất là khéo léo và mình nhờ họ nó có những cái feedback lại trong cái quá trình mình đã khắc phục dịch vụ, vì thường là trên cái comment đấy có thể lần đầu tiên mình comment là à tôi nhận cái hàng này mà trong cái tình trạng là ABC nào đó và tôi không có hài lòng. Tuy nhiên thì sau khi mình có được cái feedback đấy thì mình quay trở lại mình khắc phục, và sau đó thì mình nhờ khách hàng sẽ có tiếp những cái comment liên quan đến cái comment tiêu cực đấy để thấy được rằng là à công ty đã có những cái chiến lược recovery hiệu quả đúng không nào. Ngoài ra thì các bạn cũng thấy một cái điều rằng là để hạn chế những cái câu chuyện như này thì bởi vì là trong cái dịch vụ về về online bán hàng thì chúng ta không có trực tiếp để mà giao cho cái sản phẩm cho cái khách hàng khi ngay tại nhà của khách hàng được, mà thường là thông qua các cái doanh nghiệp logistics đúng không nào. Cho nên rằng là cái việc mà chúng ta phát hiện ngay cái lỗi ngay ở thời điểm đấy thì chúng ta có những cái khắc phục thì là điều gần như là không thể. Thế thì chúng ta sẽ có cách như bạn chia sẻ. Tuy nhiên thì mình nên có những cái đề nghị để khách hàng họ có những cái giải thích rõ hơn sau khi mà mình đã có cái khắc phục để nó làm cho mọi thứ nó trở nên minh bạch hơn, và giúp cho những khách hàng sau khi họ đọc những cái comment tiêu cực đấy thì họ thấy rằng là à doanh nghiệp này đã có những cái xử lý rất là tích cực như vậy, và họ sẽ đỡ bối rối, đỡ lo lắng khi mà họ quyết định là họ có nên chọn cái dịch vụ này ở cái doanh nghiệp này hay không. Dạ, em cảm ơn thầy ạ. Rồi, câu hỏi tiếp theo. À, em trả lời lại câu của bạn Hoa với bạn Bình là làm sao để biết được khách hàng không nói ra phàn nàn của mình, là mình có thể xin một ít thời gian của khách hàng để làm khảo sát, hoặc là sau khi mà khách hàng sử dụng dịch vụ xong thì mình có thể gọi điện cho họ để họ xem họ có hài lòng về dịch vụ đấy không ạ. Ok. À, các bạn đặt câu hỏi có hỗ trợ gì em không? Có cái chia sẻ gì thêm xung quanh cái vấn đề mà bạn nêu ra với lại cái trả lời của bạn bạn Hoài không? À, dạ em có một chút đóng góp với ý kiến của bạn Hải ạ, là khi mà khách hàng họ đã không muốn phản hồi về cái phàn nàn của họ rồi á thì nhiều khi họ có thể không nói qua điện thoại, và cách cách mà mình có thể đầu tiên mà có thể biết được cái phàn nàn của họ là mình có thể quan sát được cách mà họ sử dụng dịch vụ của mình và thái độ mà khi mà họ sử dụng, thì mình có thể nhận biết được một phần nào đó về cái sự hài lòng hay không hài lòng của khách hàng ạ. Ok. Bạn Bình, bạn Dạ chia sẻ em gì cũng thêm có không? một một ít đóng góp cho nhóm G về câu hỏi này, đó là tại vì chúng ta đã biết lý do tại sao là khách hàng không không muốn phản hồi cho mình. Thứ nhất là họ cảm thấy lãng phí thời gian, và có thứ hai nữa là nhiều khi khách hàng nghĩ rằng công ty không quan tâm đến phản hồi của họ. Thì em nghĩ là nếu giả sử mình là công ty á, thì mình nên rút ngắn cái phản hồi, thay vì xin ít thời gian của khách hàng để khảo sát, thì mình chỉ nên đưa cho họ những thang đánh giá về thang đo đánh giá để cho họ lựa chọn. Và sau mỗi đánh giá đó thì mình có một lời cảm ơn đến họ, để giống như là tạo ra sự gần gũi và sự đón nhận ý kiến của công ty đối với khách hàng, để cho họ cảm thấy là công ty có quan tâm đến lời phản hồi của họ. Ok.
Rồi, cảm ơn bạn Bình. Thì đúng là như bạn Bình chia sẻ là ở cái ý đầu, tức là ở trong cái phần trình bày của nhóm thì nó có cái phần, tức là cái lý do làm sao mà khách hàng họ không có thể hiện cái sự không hài lòng của họ, hay là khách hàng họ không có phản hồi những cái ý kiến, những cái vấn đề về dịch vụ mà họ gặp phải. Thì một trong những lý do ở đây là họ không có tin rằng là họ sẽ nhận được những cái bồi thường xác đáng, hoặc là họ không tin rằng là doanh nghiệp sẽ có những sự quan tâm đúng mực. Thế cho nên rằng là để là những cái câu chuyện này nó hạn chế đi, thì trong cái quy trình về dịch vụ của các bạn khi mà cung cấp đến khách hàng thì các bạn cũng cần phải làm sao đó mình thiết kế một cái quy trình trong đó thì khách hàng có thể nhận thấy rõ được cái cách mà mình khách doanh nghiệp của mình sẽ giải quyết những cái vấn đề khi mà khách hàng gặp phải một cách chân thành nhất và một cách minh bạch nhất, để khách hàng là họ thấy rằng là doanh nghiệp này thực sự họ muốn làm gì ở đây. Và như vậy thì các bạn sẽ có thể là có cái cơ hội để bạn nhận được nhiều cái ý kiến từ phía khách hàng hơn. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể thấy rằng là đối với những cái dịch vụ mà trực tiếp chúng ta phục vụ trực tiếp, chúng ta tương tác ngay trực tiếp với khách hàng đó, thì chúng ta cũng cần phải có những cái chiến lược để mà training cho cái đội ngũ nhân viên gọi là tại cái quầy, tức là nhân viên trực tiếp tiếp xúc với khách hàng. Bởi vì chính họ là tai mắt của doanh nghiệp chúng ta, chính họ là những cái camera, chính họ là những cái người mà có thể, nếu như được huấn luyện một cách đầy đủ và có một cái kỹ năng tốt, thì họ có thể là những cái người mà sẽ phát hiện ngay cái việc là khách hàng có hài lòng hay không hài lòng thông qua những cái quan sát về mặt bề ngoài biểu hiện của khách hàng. Hiếm lắm có những khách hàng họ giấu che giấu cái cảm xúc tốt, nhưng mà tôi cho rằng cái điều đấy là cái điều không 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 phổ biến. Thì chúng ta sẽ thấy được rằng là khi họ trên là hành động, trên lời nói, trong cái ánh mắt, cái khuôn mặt của họ, cái cử chỉ của họ, thì chúng ta có thể có những cái câu hỏi và có những cái cách xử lý ngay luôn tại cái thời điểm đấy, thì nó sẽ giúp tránh những cái rắc rối. Bởi vì là như chúng ta thấy rằng là một trong những cái cách mà khách hàng hài lòng nhất trong cái việc mà chúng ta xử lý khủng hoảng về dịch vụ đó là quickly respond, đúng không? Tức là phản ứng rất là nhanh. Cho nên là chúng ta cần phải có những cái chiến lược đấy cho cái nhân viên trực tiếp tại quầy. Ngoài ra thì các bạn cũng có thấy rằng là đối với hiện nay thì cái việc mà áp dụng vào công nghệ vào trong cái lĩnh vực mà cung cấp các cái dịch vụ, nó cũng là một trong những điều mà chúng ta cũng cần phải cân nhắc. Đặc biệt là với cái sự phát triển của AI, của những cái camera mà có tích hợp AI, thì nó cho phép người ta đọc vị được khách hàng thông qua khuôn mặt, thông qua cử chỉ, để biết rằng khách hàng đấy có hài lòng hay không hài lòng, và nó sẽ warning, nó sẽ cảnh báo đến cái hệ thống máy chủ và đến cái người quản lý hoặc là những người có trách nhiệm, để xem rằng là khách hàng này đang có vấn đề. Thì trong cái điều kiện cho phép thì có thể là chúng ta sẽ áp dụng những cái kỹ thuật này để giúp cho chúng ta đọc vị được cái khách hàng một cách thời. Thì tôi cho rằng đấy là những cái có thể chia sẻ thêm với cái phần trả lời của bạn Hoài, để làm sao mà chúng ta có cái cách để khơi gợi và giúp cho khách hàng có những cái phản hồi nhanh nhất và tích cực nhất có thể. Bởi vì như cái vấn đề đầu ra đặt tiên vấn đề mà bạn Huy đặt ra đấy là những khách hàng phản hồi, tức là họ còn quan tâm. Tức là giống như kiểu ông cha ta có cái câu nói là thương thì cho roi cho vọt đấy. Tức là vì thương, vì quý cái doanh nghiệp đấy, vì cái dịch vụ đấy nên tôi mới có cái phản hồi. Tâm lý giống như thầy khi sử dụng dịch vụ cũng vậy thôi, khi mà mình cảm thấy yêu thích một cái doanh nghiệp nào đấy, yêu thích một cái dịch vụ nào đấy mà mình sử dụng và cái hôm đấy mình không hài lòng, thì ngay lập tức thầy sẽ có feedback này. Tuy nhiên thì với feedback đấy mà doanh nghiệp khắc phục tốt thì ok, lần sau nếu mà có vấn đề thì sẽ feedback tiếp, complain tiếp. Nhưng nếu như mà cái phản hồi, cái đáp ứng của khách hàng, của cái người cung cấp dịch vụ là nó không không đáng, nó không có thực sự hiệu quả, thì lần sau hoặc là sẽ không quay lại, hoặc là có quay lại mà nếu như có lỗi dịch vụ thì sẽ không không nói nữa, tức là nói mà không nghe thì không thèm nói nữa, kiểu như vậy. Và nếu như điều đấy nó xảy ra một cách thường xuyên hơn thì chắc chắn rằng là, hoặc là có những dịch vụ khác thay thế, thì chắc chắn rằng là sẽ rời bỏ. Thì đấy cũng là cái điều mà chia sẻ thêm với các bạn. Chúng ta còn câu hỏi nào nữa không nhỉ? Hết Dạ rồi con. các bạn. Dạ Còn con. còn mấy câu hỏi nữa, còn một câu hỏi nữa hả? Dạ. Rồi trả lời luôn đi em. Dạ thì mình xin trả lời câu hỏi của Đặng Nhật Quỳnh là nếu mình là một doanh nghiệp mà dịch vụ đó khách hàng
phàn nàn và cảm thấy không hài lòng thì theo mình thì nên làm gì? Thì thứ nhất thì mình phải giữ thật bình tĩnh và giải quyết vấn đề một cách thỏa đáng. Thứ hai là thu thập các lỗi dịch vụ từ khách hàng đã mất, từ đó khôi phục được dịch vụ, làm tốt ngay từ đầu, chăm chút từ các khâu nhỏ nhất để các dịch vụ càng phát triển một ngày càng tốt hơn. Bạn Như Quỳnh ơi, mình trả lời dạy được chưa? Mình khá đồng ý với câu trả lời của bạn. Ok, câu hỏi này của bạn Quỳnh là nó cover hết nguyên cái chương này rồi đó. Nên là các bạn có thể là đọc kỹ lại cái chương này để bạn hiểu về cái cách mà khi có lỗi thì một cái doanh nghiệp cần phải làm cái gì, đúng không? Sẽ có những cái quy trình như nào thì chúng ta sẽ thấy là áp dụng để chúng ta xử lý ở trong cái vấn đề thực tế. Tuy nhiên thì cái điểm mà chúng ta lưu ý ở đây là gì? Làm sao đó là trong cái cung cấp dịch vụ của mình thì mình phải làm đúng ngay từ đầu, đừng cứ để cho lỗi xảy ra, đúng không? Và nếu như có lỗi xảy ra thì mình phải có một cái cách giải quyết rất là kịp thời, thấu đáo và hợp lý. Có như vậy thì mình mới có cơ hội để giữ chân được những khách hàng mà họ đã có gặp phải những cái vấn đề với cái dịch vụ của mình, đúng không? Đấy. Và cụ thể như nào thì trong cái phần trình bày của các bạn thì các bạn cũng đã đưa ra những cái vấn đề rất là chi tiết. Tuy nhiên thì ở đây cũng có thể là trong một số những cái tình huống, đúng không? Một số các tình huống, một số các cái nghệ thuật khi mà các bạn phải xử lý trong cái nghịch lý về cái mà chúng ta chia sẻ, tức là cái nghịch lý về cái khắc phục dịch vụ đó, thì đôi khi có những cái câu chuyện, có những cái vấn đề mà nếu như cái sự cạnh tranh về dịch vụ giữa các cái đội, giữa các cái doanh nghiệp với nhau và nó tạo ra một cái dịch vụ gần như là cái sự chất lượng của dịch vụ đấy gần như là tương đương, nó không có nhiều cái sự khác biệt giữa các cái đối thủ, thì cái cách mà chúng ta khôi phục dịch vụ, cách mà chúng ta khắc phục những cái lỗi cũng có thể là một lợi thế cạnh tranh để chúng ta lôi kéo khách hàng về phía mình. Đấy, cho nên là mọi thứ đôi khi mà nó suôn sẻ thì là rất là tốt rồi, nhưng mà có những lúc mình, nếu như chúng ta biết sử dụng một cái nghệ thuật tạo ra những cái sự không suôn sẻ nhỏ thôi, và chúng ta có cách để chúng ta khắc phục, mang đến những cái đền bù hoặc là mang đến những cái cách xử lý mà nó vượt trên cả mong đợi của khách hàng, thì nhiều khi đấy lại là một cái chiến lược khôn ngoan để chúng ta có thể là lôi kéo được những cái khách hàng từ các cái đối thủ, hoặc là lôi kéo được hoặc là giữ chân được khách hàng gắn bó với chúng ta lâu hơn. Tuy nhiên thì cái này nó luôn luôn là một con dao hai lưỡi mà chúng ta cần phải cân nhắc rất là kỹ, và không khuyến khích rằng là chúng ta phải tạo ra những lỗi dịch vụ. Tuy nhiên thì và chúng ta cần phải làm đúng ngay từ đầu. Tuy nhiên thì trong những cái tình huống hoặc là trong những cái nghệ thuật thì các bạn có thể là khai phá cái điều này. Đấy là cái điều mà chúng ta sẽ kết thúc lại cho cái chương này. Với cái nhóm về chương lỗi dịch vụ thì các bạn cũng có cái sự đồng đều khá là tốt và chuẩn bị tương đối là ổn. Tuy nhiên là một số các cái thuật ngữ như thầy góp ý đó thì nhóm điều chỉnh lại chút xíu để cho nó toát lên hơn cái ý nghĩa của nó. Ví dụ như là cái bảo hành về dịch vụ thì có thể là nó phù hợp hơn là cái sự đảm bảo. Assurance thì dịch là sự đảm bảo là hợp lý hơn, còn ở đây warranty thì chúng ta nên dịch nó là cái sự bảo hành về dịch vụ thì nó sẽ hay hơn. Ngoài ra thì cũng rất là đánh giá cao nhóm này, bởi vì trong cái bài dịch của các bạn thì các bạn có làm cái mục lục, đúng không? Các cái đề mục khá là rõ ràng, nội dung cụ thể thì thầy sẽ đọc và góp ý để các bạn chỉnh sửa sau. Ok, chúng ta sẽ tạm kết thúc cái phần trình bày của nhóm 1, của nhóm G ở đây. Các bạn sẽ tạm giải lao 5 phút, sau đó mình sẽ quay trở lại, xin lỗi 10 phút.